Vì sao rắn có thể ngửi mùi bằng lưỡi? Sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Khác với các loài động vật khác sử dụng mũi để ngửi, rắn sử dụng lưỡi chẻ đôi để thu thập các phân tử mùi trong không khí. Khi thè lưỡi ra, rắn sẽ bắt các phân tử mùi này và đưa chúng đến cơ quan Jacobson nằm ở vòm miệng. Cơ quan Jacobson là một bộ phận chuyên biệt nằm ở vòm miệng của rắn, bao gồm hai hốc nhỏ nối liền với khoang miệng qua hai lỗ thông nhỏ. Khi lưỡi đưa các phân tử mùi đến cơ quan Jacobson, các tế bào thụ cảm đặc biệt tại đây sẽ phân tích và truyền tín hiệu về não bộ. Não bộ của rắn sẽ tổng hợp thông tin từ cơ quan Jacobson và kết hợp với các dữ liệu thu thập từ các giác quan khác như thị giác và thính giác để tạo ra một bức tranh tổng thể về môi trường xung quanh. Nhờ vậy, rắn có thể phân biệt được các mùi hương khác nhau, xác định vị trí con mồi, phát hiện kẻ thù và tìm đường di chuyển một cách hiệu quả. Khả năng ngửi bằng lưỡi mang lại nhiều lợi ích cho rắn. Lưỡi chẻ đôi giúp rắn tiếp xúc với nhiều diện tích bề mặt hơn, thu thập được nhiều phân tử mùi hơn so với ngửi bằng mũi. Rắn có thể sử dụng lưỡi để ngửi mùi ngay cả trong bóng tối khi thị giác kém hiệu quả. Lưỡi rắn có thể cảm nhận được rung động trong không khí, giúp chúng phát hiện con mồi di chuyển ngay cả khi con mồi ở xa hoặc ẩn nấp.